Công nghiệp quốc phòng là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù. Vì vậy, kết hợp sản xuất quốc phòng với kinh tế với quốc phòng là yêu cầu khách quan trong hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng. Với các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, việc bảo đảm nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế không chỉ là mục tiêu trước mắt mà luôn là chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng vào việc duy trì năng lực sản xuất quốc phòng, giữ gìn đội ngũ lao động, phát huy tối đa hiệu quả các dự án được đầu tư. Nhiều nhà máy công nghiệp quốc phòng đã nhạy bén trong phát triển hàng kinh tế, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định được thương hiệu của ngành công nghiệp quốc phòng. Với phương châm không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ hiện đại, thiết bị được đầu tư, nhà máy Z113 đã nghiên cứu, chế thử và sản xuất thành công nhiều sản phẩm quốc phòng có giá trị khoa học công nghệ cao. Từ những loại đạn nhỏ, đạn 12 ly 7, 23 ly, Z113 đã tự chủ và phối hợp nghiên cứu, sản xuất được các loại đạn dùng cho không quân, hải quân. Chúng tôi đã quán triệt sâu sắc cái chủ trương là kết hợp kinh tế với quốc phòng với kinh tế. Thì do vậy trong những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc mạnh mẽ về làm chủ công nghệ sản xuất sửa chữa vũ khí trang bị đáp ứng một phần cái trang bị cho quân đội. Và đồng thời nhà máy ba cũng đã chủ động khai thác tốt được cái dây chuyền công nghệ đã được Bộ Quốc phòng đầu tư nghiên cứu sâu tạo ra nhiều những mặt hàng kinh tế có chất lượng. Nhà máy Z113 vừa mở hướng xuất khẩu thành công, vừa xác định cần phát triển thêm các dòng sản phẩm mới để đạt mục tiêu chỉ tiêu tăng trưởng về kinh tế hàng năm. Đầu năm 2022, nhà máy Z113 đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao. Với dự án này, Z113 đã sản xuất được 5 loại thuốc nổ khác nhau, đem lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, hàng nghìn tấn thuốc nổ TNT công nghiệp được xuất khẩu sang thị trường Philippines và Indonesia cũng đã mở ra hướng tiêu thụ sản phẩm trong tương lai cho Z113. Khi dây chuyền mới này hoạt động thì nó đem lại hiệu quả rất lớn. Cái đầu tiên là số lượng người lao động được giảm đi. Người công nhân được giảm cái sức lao động, được hỗ trợ bằng máy móc và tự động hóa rất nhiều. Thứ ba là năng suất của dây chuyền thì tăng lên, chất lượng ổn định hơn. Trước nhu cầu của thị trường, nhà máy Z195 đã đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm để duy trì, phát triển sản xuất. Z195 vừa tích cực tổ chức sản xuất các sản phẩm quốc phòng theo chỉ tiêu nhiệm vụ, vừa tăng cường hợp tác với các đơn vị để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất mới các sản phẩm thuốc phóng, thuốc nổ mạnh. Đồng thời, thực hiện chiến lược lấy loại thuốc phóng làm nòng cốt gắn với đa dạng hóa sản phẩm trong phát triển sản xuất kinh tế. Việc kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng thì nhà máy cũng đã tạo ra được nhiều các sản phẩm có tính cạnh tranh và cũng có nhiều cái sản phẩm mà có tính độc quyền. Ví dụ như là các sản phẩm thuốc nổ công nghiệp, sản phẩm các axit nitric đặc, sản phẩm NC nitrocellulo cho các loại sơn, cho các loại mực in hay là các sản phẩm ether italic. Hiện nay, nhiều nhà máy quốc phòng được trang bị máy móc hiện đại. Việc đẩy mạnh sản xuất kinh tế kết hợp với quốc phòng đã giúp các nhà máy, doanh nghiệp của công nghiệp quốc phòng giữ gìn đội ngũ lao động, duy trì năng lực sản xuất quốc phòng và tham gia vào phát triển kinh tế xã hội, từng bước khẳng định vị thế vững chắc các sản phẩm công nghiệp quốc phòng trên con đường phát triển và hội nhập